ăn vô. Đi chứ. Ngon không? Ui gì? Oxy. Vô chờ Oxy. Ăn sạch luôn. Ừ, ăn sạch luôn đó. Nó con lắm chứ đâu phải nghĩ đâu. Nè, ăn cút đu tây nè, ăn ba cái đùi này đó nè, con cút bệnh lớn chứ đâu phải vậy. Nên là cái đùi nè, ăn ba cái đùi, ta để hai con đây mà nó ăn ba cái đó, đó bây giờ ăn nè, cầm ăn lắm chứ bộ chứ đâu phải không biết đâu, cái nào ngon rồi. Ê, mất tê. Nó không có biết cái chiều con nó cái thạch trắng ở chỗ đó đó. Nãy là tự cầm ăn hết hai đùi rồi, còn cái này nó bự, nó bắt đầu nó cầm nó không biết được, cắn cặp cặp gì nhầm.